Việt Nam đã có quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá dưới mọi hình thức. Quy định cấm quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, nâng tỷ lệ người dân trong cộng đồng nhận biết về tác hại của thuốc lá lên hơn 95%. Tuy nhiên, tại bệnh viện, công sở, trên xe buýt, người hút thuốc vẫn vô tư nhả khói. Con số mới chỉ có khoảng 10 trường hợp bị xử phạt vì hút thuốc lá nơi công cộng, cho thấy chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Trong khi đó, thuốc lá được bán với giá rất thấp và hầu như không đổi trong 10 năm qua. Quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi chưa được thực hiện. Việc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá mới dừng lại ở việc xây dựng mô hình thí điểm chứ chưa được nhân rộng. Công tác chống buôn lậu thuốc lá còn gặp nhiều khó khăn. Mức thuế thuốc lá ở Việt Nam hiện chiếm 45% giá bán lẻ, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ từ 65 đến 85% do Ngân hàng Thế giới khuyến cáo và so với mức thuế đã đạt được ở các nước có chính sách kiểm soát hiệu quả. Việc in cảnh báo về tác hại của thuốc lá trên bao bì sản phẩm thuốc lá mới chỉ chiếm diện tích rất nhỏ của bao thuốc mà chưa có tác động mạnh mẽ bằng hình ảnh. Cũng xin nhắc lại, theo một nghiên cứu mới đây được công bố, thì thành phần các chất độc hại có trong khói thuốc lên tới 7.000 chất, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư. Nhiều quốc gia đã thực hiện in cảnh báo tác hại thuốc lá bằng hình ảnh ngay trên vỏ bao vì nhiều nghiên cứu chứng minh đây là biện pháp thông tin về tác hại thuốc lá hiệu quả và kinh tế nhất. Tại Việt Nam, hiện mới chỉ in thông tin cảnh báo tác hại thuốc lá bằng chữ rất khiêm tốn và chỉ chiếm 30% diện tích chính của bao thuốc. Trong khi đó, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, để cảnh báo sức khỏe thực sự có hiệu quả trong việc làm giảm sử dụng thuốc lá, thì các cảnh báo cần được thiết kế có cả hình ảnh và chữ, kích cỡ nên chiếm 50% diện tích của bao thuốc. Rõ ràng, đã đến lúc Việt Nam cần phải có một văn bản pháp lý đủ mạnh là luật phòng chống tác hại thuốc lá, trong đó đảm bảo duy trì giá thuốc lá cao, quy định rõ về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, cấm các hình thức quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, quản lý chặt việc bán lẻ thuốc lá. Có như vậy, Việt Nam mới có thể giảm thiểu tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cả thế hệ tương lai.